bất kỳ phúc báo nào cũng đều có nguồn gốc của nó. Tựa như phú quý đến từ bố thí, tôn quý đến từ khiêm nhường, dung mạo đẹp đẽ đến từ tính tình dịu dàng thiện lương. Đó là nội dung mà chúng tôi muốn gửi đến quý Phật tử và các bạn xung quanh vấn đề tướng do tâm sinh, dung mạo đẹp đẽ cũng là một loại phúc báo. Con người ta sau khi đã đến tuổi trung niên liền thể hiện ra tướng mặt, sự ảnh hưởng tính cách mà đời này mang đến. Những người hiền lành chất phác phần đông là có tướng mặt phúc hậu. Những người có tính nhu hòa thì tướng mặt dịu dàng đẹp đẽ. Những người tính tình cực kỳ thô bạo thì thường là bộ mặt dữ tợn. Có rất nhiều người phụ nữ trung niên phẩm hạnh không được tốt lắm, thường thường có tướng mặt hà khắc. Đây chính là tướng bạc mệnh, tướng khắc phu đã được nhiều người nói đến. Trên thực tế không phải là tướng mạo do trời sinh, mà là bản tính và là hành vi dung dưỡng trong một thời gian dài phản ánh trên gương mặt. Những tướng mạo này cũng đang báo trước vận mệnh tương lai của người đó. Thuật xem tướng cũng là một loại tích lũy kinh nghiệm. Tướng do tâm sinh, từ mặt mà quan sát rõ cái tâm, từ cái tâm mà thấy rõ được tương lai là vậy. Như vậy thì căn nguyên tướng mạo trong suốt thời gian dài của tuổi thơ và đến khi trưởng thành là gì? Tướng mạo đặc trưng có liên quan tới nhân tố di truyền của cha mẹ. Ngoài hình gương mặt có liên quan tới bản tính tiên thiên, nhận được mức độ vẻ đẹp và thói quen của một đời trước mang đến. Nửa đời trước của người ta là sống với sự ảnh hưởng của kiếp trước, nửa đời sau phần nhiều là sống với sự ảnh hưởng của nửa đời sau. Vậy nên mới nói là sau khi con người ta đến tuổi trung niên thì phải chịu trách nhiệm với gương mặt của chính mình. Lòng từ bi cũng là một nhân tố đặc biệt quan trọng. Những người dường như có lòng yêu thương thường thường từ trong đến ngoài tỏa ra một loại ánh hào quang hơn người, khiến cho người ta càng nhìn thì càng thuận mắt, càng lúc càng thích tiếp xúc với người đó. Còn những người quá tư tự, giảo hoạt, so đo là rất không dễ nhìn. Thậm chí dung mạo dẫu có may mắn đẹp đẽ đi nữa thì trên gương mặt dần dần cũng sẽ thể hiện ra một số chỗ khiến cho người ta không thích. Ví dụ như gương mặt không hòa khí, cứ cho là cái nhìn đầu tiên thuận mắt, tiếp xúc nhiều hơn một chút thì sẽ thấy không còn hấp dẫn gì nữa. Xin bạn hãy tin rằng tướng mạo là có thể từ từ mà cải biến, nhất là những tướng mạo tốt đẹp là sẽ từ trong ra ngoài tỏa ra một loại sức hấp dẫn khiến cho người nhìn vào sẽ sinh lòng ái mộ. Rất nhiều lúc xinh đẹp hay không là sinh ra từ cái nhìn trong tâm của người ta. Nhìn người tình mà cứ ngỡ như tây thi chính là đạo lý này. Vì vậy, nếu như muốn có tướng mạo xinh đẹp, trước hết cần có một tâm hồn đẹp đẽ. Thứ nhất là những người cam tâm tình nguyện chịu thiệt, cuối cùng sẽ không chịu thiệt. Những người có thể chịu thiệt, nhân duyên tất nhiên sẽ tốt. Những người nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều hơn. Một đời của người ta có thể nắm bắt được một hai lần cơ hội cũng đã đủ rồi vậy. Thứ hai là những người thích chiếm lợi thế cuối cùng cũng không chiếm được lợi thế gì cả, chỉ nhặt được một cọng cỏ mà mất đi cả cánh rừng. Thứ ba là những người tâm địa hẹp hòi, tấm lòng không sao rộng rãi được. Trong lúc bạn bè tụ họp, câu chuyện của họ không lúc nào rời khỏi bản thân và người trong nhà mình. Thật đúng là con ốc sên chuyển thế, nội tâm trống rỗng tư tư, trong lòng chỉ có chuyện trong nhà mình, ngoài ra những chuyện khác chính là không có liên quan gì đến họ cả. Thứ tư là chỉ có trân quý duyên phận mới có thể tiếp tục duyên phận. Trên đường đời này chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người. Thật ra có duyên mới có thể gặp nhau. Người thân phần nhiều là bạn thân trong đời trước, bạn thân phần nhiều là người thân trong đời trước. Những người mang đến phiền não cho bạn phần nhiều là những người bạn đã từng làm tổn hại họ
trong đời trước. Vì vậy, hãy nhớ kỹ là hãy đối xử tốt với người thân bên cạnh, quan tâm đến bạn bè bên cạnh, khoan dung với những người đã làm tổn hại bạn. Đây chính là nhân quả. Thứ năm là trong tâm không có khuyết điểm gọi là phú, được mọi người cần đến thì gọi là quý. Vui vẻ không phải là một loại tính cách mà là một loại năng lực. Thứ sáu là cách tốt nhất để giải quyết phiền não chính là quên đi phiền não. Thứ bảy là nhìn cười mấy gió nhạt, ngồi đối diện áng mây. Không tranh chính là từ bi, không cãi chính là trí huệ, không nghe chính là thanh tịnh, không nhìn chính là tự tại, tha thứ chính là giải thoát, biết đủ chính là buông bỏ. Thứ tám là không loạn bởi tâm, không vướng bởi tình, không sợ tương lai, không nhớ quá khứ. Thứ chín là cách đời này đã định sẵn, chúng ta không mang theo được cái gì. Vậy thì hãy sống vào lúc này, cười vào lúc này và giác ngộ vào lúc này vậy. Tiếp theo là những việc chúng ta phải học cả đời, không có khái niệm tốt nghiệp. Thưa các bạn, học để tích lũy kiến thức, thành tựu. Bằng cấp khó, nhưng sao bằng cách học, chuyển hóa bản tính bất thiện của chính mình, trở nên hoàn thiện. Đó là học việc học làm người, suốt cả đời chẳng thể tốt nghiệp được. Học làm người là học cả đời, không có bằng cấp hay thành tựu nào có thể đánh giá khóa học làm người ấy. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp, nhiệm màu và hạnh phúc hơn mỗi khi người ta tự biết quan tâm tới việc hoàn thiện chính bản thân mình bằng cách nỗ lực trong việc học làm người. Thứ nhất là học nhận lỗi. Có ai trên đời này là chịu nhận lỗi lầm, phần thua thiệt về mình bao giờ? Tất cả mọi lỗi lầm, điều xấu đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, mới hoàn hảo. Thật ra, không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn nhất. Thứ hai là học tĩnh tâm nhu hòa. Răng của người ta rất cứng, lưỡi của người ta thì rất mềm. Đi hết cuộc đời này, răng người ta rụng hết, nhưng cái lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cây to lớn trước gió dễ dàng bị quật ngã, nhưng những cành trúc, cành tre nhỏ bé lại bền bỉ, dẻo dai. Bởi thế cho nên, cần phải học mềm mỏng, nhu hòa, thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập. Thứ ba là học chữ nhẫn. Mọi việc trên thế gian này, nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Nhẫn dạng sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết quá giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Thứ tư là học thấu hiểu bao dung. Cuộc sống thiếu thấu hiểu, ít bao dung, sẽ nảy sinh những thị phi, những tranh chấp, hiểu lầm phức tạp. Mọi người cần thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ nhau cùng hướng tới cuộc sống bình an, tốt đẹp. Không thông cảm lẫn nhau thì làm sao có thể hòa bình cho được. Thứ năm là học buông bỏ. Cuộc đời được ví như một chiếc vali. Lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống. Có người lúc cần đặt xuống thì lại không chịu buông tay. Bản thân không được tự tại, trái lại luôn mệt mỏi vì lúc nào cũng đeo bồng túi hành lý nặng nề đó. Năm tháng cuộc đời có hạn. Nhận lỗi, tôn trọng, bao dung mới làm cho người ta chấp nhận mình. Biết buông bỏ thì mới tự tại được, tâm mới yên tĩnh, cuộc sống mới an lạc. Thứ sáu là học cách đồng cảm. Nhìn thấy ưu điểm của người khác, chúng ta nên hoan hỷ. Nhìn thấy điều không may của người khác, chúng ta nên đồng cảm. Đồng cảm là tâm thương yêu, tâm Bồ Tát, tâm Bồ Đề. Trong cuộc đời, có chứng kiến những chuyện cảm động, lời nói cảm động, thì bản thân cần nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động, đồng cảm để tất cả cùng nhau hướng thiện. Thứ bảy là học sinh tồn. Thân thể là cha mẹ cho ta,
đâu vì chút thất vọng buồn bực của bản thân mà nghĩ tới điều tiêu cực hay muốn lìa xa trần thế. Để sinh tồn, chúng ta phải sống và duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh. Khi thân thể khỏe mạnh, không những có lợi cho bản thân mình mà còn làm cho gia đình, cho bạn bè yên tâm. Đó cũng được coi là hành vi hiếu để với người thân. Những lời Phật dạy về cái đẹp không chỉ là lý thuyết. Chuyện liên quan đến tướng mạo đẹp xấu sang hèn của người phụ nữ cũng vậy. Nếu phụ nữ biết nhìn nhận những điều đó thì cả đời sẽ được an yên, hạnh phúc. Thông minh, xinh đẹp, học hành giỏi giang, thành đạt là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn, chứ không ai muốn mình nghèo khổ, xấu xí, khiếm khuyết cả. Tuy nhiên, nhân vô thập toàn, ngoài những người phụ nữ có dung mạo xuất thần, thì cũng có những người ngoại hình không được ưa nhìn hay có nhiều khiếm khuyết. Sau đây là lời Phật dạy về cái đẹp của phụ nữ. Thứ nhất, có bốn hạng phụ nữ tồn tại trên thế gian, gồm những ai? Theo Đức Phật, trên thế gian tồn tại bốn hạng phụ nữ. Hạng thứ nhất, xấu xí, đói nghèo và bất hạnh. Lời Phật dạy về cái đẹp, trên thế gian này, có một số phụ nữ ngoại hình xấu xí, ngũ quan xiên lệch, da dẻ sần sùi, khô cằn, tỏa mùi hôi khó chịu, lại còn sống đời nghèo nàn, đói khổ, trong thân phận tôi đòi, thấp hèn, hạ liệt, làm cho ai cũng muốn tránh xa, không muốn gần gũi. Hạng thứ hai, xấu xí nhưng lại phú quý và vinh hoa. Trên thế gian, có hạng phụ nữ tuy xấu xí nhưng lại sống đời phú quý, có danh vọng, có địa vị cao sang, lộc tài phú túc, cháu con cùng kẻ hầu người hạ đông vui thịnh mãn. Hạng thứ ba, có dung sắc xinh đẹp mỹ lệ nhưng lại bất hạnh đói nghèo. Có hạng phụ nữ có ngũ quan cân đối thẩm mỹ, duyên dáng, nhan sắc vô cùng xinh đẹp, da dẻ trắng ngà, lại tỏa mùi thơm, đi đến đâu ai cũng trầm trồ tán thán chiêm ngưỡng, nhưng lại sống đời nghèo khó, thiếu cơm thiếu áo, chẳng có của cải tài sản gì, chẳng có địa vị danh tiếng gì trong xã hội. Hạng thứ tư, vừa có dung sắc xinh đẹp mỹ lệ, vừa được sống trong phú quý vinh hoa. Người phụ nữ thuộc hạng này hầu như toàn diện về ngũ quan, dung nghi và sắc đẹp mỹ lệ như trên, lại còn sống đời phú quý vinh hoa toàn mãn, về của cải tài sản toàn mãn, về lộc tài toàn mãn, về địa vị danh vọng chồng con nô bộc, thường được thế gian tôn thờ trọng vọng và chiêm ngưỡng. Thứ hai, đặc trưng tính cách và nhân quả của bốn hạng phụ nữ. Hạng thứ nhất, người phụ nữ thuộc hạng này tính nóng nảy, dễ dàng nổi cơn lôi đình khi có ai xâm phạm đến, dù chỉ là một việc nhỏ mọn, vụn vặt, do đó thường gây thù chuốc oán với người khác. Không những thế, hạng người phụ nữ này sống ích kỷ, không tin Phật Pháp, không quan hỷ tạo phước, không bao giờ bố thí cơm nước hoa quả cho người đói khổ. Ngoài ra, tính tình họ thường hay đố kỵ đối với những người có của cải, những người có nhiều lợi lộc, người được quần chúng cung kính mến mộ, và họ còn làm nhiều việc sái quấy xấu ác nữa. Lời Phật dạy về cái đẹp, số phận người phụ nữ này sẽ bị nhiều quả báo đau khổ. Nếu do ảnh hưởng một phước lành nào đó trong quá khứ được tái sanh trở lại làm người, thì sẽ rơi vào trường hợp hạng phụ nữ thứ nhất, vừa xấu xí đói nghèo, vừa sống đời hạ liệt bất hạnh. Hạng phụ nữ thứ hai, hạng phụ nữ này có tính tình hung hãn dữ dằn, dễ dàng nổi cơn thịnh nộ như trường hợp thứ nhất, nhưng họ lại có đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí những kẻ cơ cực đói nghèo. Hạng nữ này còn có những đức tính tốt khác là không có tâm đố kỵ với những người nhiều lợi lộc, không ganh tị
với những người được tán dương, khen ngợi, không tị hiềm đối với những người được sự cung kính cúng dường. Ngoài ra, họ còn làm được nhiều việc đúng đắn, lành tốt. Hạng phụ nữ này, sau khi lâm chung, thường được sinh vào những cảnh giới tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu sanh trở lại làm người, thì sẽ rơi vào trường hợp thứ hai. Tuy thân sắc xấu xí, nhưng lại được cao sang, phú quý. Hạng phụ nữ thứ ba. Hạng phụ nữ này không có hoặc có ít tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ hòa, mát mẻ, thân sắc luôn phấn chấn, vui tươi. Nếu ai lỡ nói lời khó nghe hay là xúc phạm, họ cũng không bất bình, không giận dữ, không phẫn nộ, chẳng bao giờ hiềm hận ai, chẳng gây thù chuốc oán với ai. Tuy nhiên, họ không có đức tin, không có tâm tạo phước điền, không bố thí những người cơ hàn đói khổ. Họ còn có tâm lý đố kỵ với nhiều lợi lộc. Những người được sự tán dương khen ngợi, được sự thương yêu, quý mến, đồng thời họ còn có những hành động sai quấy, xấu ác khác nữa. Hạng phụ nữ này sau khi chết, nếu như tái sanh trở lại làm người, thì họ rơi vào trường hợp thứ ba, đó là có dung nhan vô cùng xinh đẹp, nhưng lại sống đời tối tăm, đói nghèo, bất hạnh. Hạng người phụ nữ thứ tư. Hạng phụ nữ này không có hoặc ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ ái, mát mẻ, thân sắc luôn phấn chấn. Họ có đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí những kẻ cơ cực đói nghèo. Đồng thời, hạng phụ nữ này còn có những đức tính tốt khác là không có tâm đố kỵ với những người nhiều lợi lộc, những người được tán dương khen ngợi, những người được sự cung kính cúng dường. Ngoài ra, họ còn làm được nhiều việc đúng đắn, lành tốt khác nữa. Hạng phụ nữ này sau khi lâm chung thường sanh vào những cảnh giới tốt đẹp. Nếu sanh trở lại làm người, thì họ rơi vào trường hợp thứ tư, vừa có dung sắc xinh đẹp, mỹ lệ, vừa được sống trong phú quý, vinh hoa. Thứ ba, tại sao tồn tại bốn hạng phụ nữ như vậy? Do tính tình nóng nảy hay giận dữ, nhiều sân hận, dễ chuốc oán sinh thù, mặt mày luôn câu có, bặn gắt. Chính chúng là nguyên nhân, là duyên tạo nên hạnh nghiệp, sinh ra quả báo có khuôn mặt xấu xí, ngũ quan xiên lệch, da dẻ sần sùi, tỏa mùi hôi khó chịu, khó nhìn, khó ưa. Lời Phật dạy về cái đẹp, do không có đức tin, không có dự giới, không biết bố thí, đó chính là nhân duyên, là duyên, là hạnh nghiệp đưa đến quả báo có đời sống cơ cực đói khổ, thiếu cơm, rách áo. Do có tâm đố kỵ, ganh ghét, tị hiềm đối với những người có địa vị, danh vọng, tài sản, đó chính là nguyên nhân, là duyên, là hạnh nghiệp đưa đến quả báo thấp hèn trong thân phận nô bộc, thị tỳ, nô lệ, dâm nữ, là thân bậc hạ liệt nhất trong xã hội. Do ít có tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ hòa, mát mẻ, thân sắc luôn phấn chấn tươi vui. Đó chính là nhân, là duyên, là hạnh nghiệp đưa đến quả báo có sắc thân xinh đẹp, da dẻ mịn màng, tỏa mùi thơm, ngũ quan cân đối, tuyệt mỹ như là hiện thân tiên nữ trên đời này. Do có đức tin, có tâm tạo phước điền, bố thí những kẻ cơ cực đói nghèo, đó chính là nhân duyên, là hạnh nghiệp tốt lành cho quả báo giàu sang, phú túc, thịnh mãn, lộc tài. Do không có tâm đố kỵ với những người nhiều lợi lộc, không ganh tị với những người được tán dương khen ngợi, không tị hiềm đối với những người được sự cung kính cúng dường. Ngoài ra, họ còn làm được nhiều việc đúng đắn, lành tốt khác nữa. Đó chính là nhân, là duyên, là hạnh nghiệp đưa đến quả báo cao sang, đạt địa vị, danh vọng tối thắng mà thế gian ai cũng kính trọng, tôn quý. Đấy chính là sáu nhân, sáu duyên, sáu hành nghiệp đưa đến sáu quả báo, sáu hoàn cảnh với ngũ quan, dung sắc, tài lộc, địa vị, danh vọng khác nhau. Thứ tư, bài học rút ra từ nhân quả
xấu, đẹp, sang, hèn của người phụ nữ. Theo như sự phân tích giảng giải cặn kẽ chu đáo, hoàn hảo của Đức Phật, chắc hẳn ai cũng rõ ba nhân quả xấu nên loại trừ, ba nhân quả tốt nên hành theo. Vậy, để tích đức về sau, tạo phước duyên bền vững, người phụ nữ cần làm gì? Chưa bỏ tính tình nóng nảy hay giận dữ, nhiều sân hận, dễ chuốc quán sinh thù, mặt mày luôn cau có, mẫn gắt, phải lập tâm tu tập, có ít tâm sân hận, luôn dịu dàng, từ hòa, mát mẻ, thân sắc luôn phấn chấn, tươi vui, để có được sắc đẹp mỹ toàn. Chưa bỏ tâm bủn xỉn, keo kiệt, sống đời đầy đủ đức tin, có tâm tạo phước điền, biết bố thí những kẻ cơ cực đói nghèo, để hưởng được giàu sang, mỹ toàn về của cải và tài sản. Không đố kỵ với người nhiều lợi lộc, không ganh ghét, tị hiềm đối với những người được sự tán dương khen ngợi, kính trọng hoan hỷ với họ, để mai sau sẽ được danh vọng và địa vị cao sang. Một người phụ nữ biết tích cực trau dồi kiến thức, đạo đức sẽ trở thành người đẹp cả về bề ngoài lẫn nội tâm, nhận được sự yêu mến của mọi người. Theo lời Phật dạy, có 11 điều quý giá người phụ nữ nên thực hành để tô bồi vẻ đẹp đạo đức, tạo giá trị bền vững cho bản thân. Một số người quan niệm rằng, nhan sắc là trang sức quý giá nhất của người phụ nữ. Nhưng nhan sắc sẽ tàn phai theo năm tháng, bị chôn vùi bởi dòng chảy của thời gian. Vậy, làm sao để khơi dậy vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ? Món trang sức còn mãi với thời gian. Theo lời Phật dạy, có 11 điều quý giá mà người phụ nữ nên thực hành để tô bồi vẻ đẹp đạo đức, tạo giá trị bền vững cho bản thân. Điều thứ nhất đó là giữ vững tâm đạo nhiệt thành. Điều đầu tiên Đức Phật dạy cho người phụ nữ là giữ vững tâm mình. Ví như trên con đường tu học gian nan vất vả, tâm mình luôn vững trụ, quyết không chùng bước, thì chắc chắn sẽ gặt được quả ngọt. Thứ nhất, người nữ nên tu dưỡng làm sao cho mình có tâm đạo nhiệt thành đối với Phật Pháp. Điều thứ hai, có tâm hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi. Người phụ nữ nên sinh tâm hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Bởi người có tâm ghê sợ tội lỗi mới biết hổ thẹn khi làm việc ác và không bị cái ác chi phối. Thứ ba là không nuôi dưỡng tâm ác độc, sân hận, oán thù. Người nữ thường nặng cái này lắm. Qua đó, người phụ nữ nên học cách loại bỏ những hạt giống sân hận, oán thù để có được hạnh phúc an vui. Điều thứ tư là không ghen tuông. Phật dạy là người phụ nữ phải bỏ dần tính ghen. Ai đã lâm vào ghen là khổ vô cùng, ăn không được, ngủ không được, không làm cái gì yên được, đi đâu cũng quẩn quanh, chỉ nghĩ chuyện ghen tuông đó thôi. Nó bức bối, đau khổ vô cùng, cho nên ta chỉ biết cái ghen là khổ, ta bỏ đi. Điều thứ năm, có lòng nhân hậu bao dung. Lòng nhân hậu, sự bao dung cũng là một trong những loại trang sức tô điểm cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Phật dạy không nên cãi vã mà nên có lòng rộng lượng. Điều thứ sáu, ứng xử có văn hóa. Người nữ nên có hành vi nhã nhặn, không nên thô bỉ quá. Chồng nói một câu, mình cũng cãi lại một câu. Chồng sắn tay, mình cũng sắn tay lên. Qua đây chúng ta thấy, người phụ nữ không nên nóng vội trong giao tiếp mà có hành vi khiếm nhã. Người phụ nữ thông minh là người tinh tế trong giao tiếp và ứng xử hòa nhã trong cuộc sống. Điều đó sẽ giúp họ thể hiện được phẩm chất tốt và trở nên xinh đẹp dài lâu. Điều thứ bảy, tu tập các điều đức hạnh. Người xưa quan niệm phụ nữ có tứ đức, công, dung, ngôn, hạnh là người hoàn thiện về nhân cách và vẻ đẹp. Ngày nay, chuẩn mực về vẻ đẹp của người phụ nữ ít nhiều đã thay đổi. Tuy nhiên,
chữ hạnh vẫn luôn là thước đo thể hiện giá trị của người phụ nữ qua mọi thời đại. Hạnh là đức hạnh đạo đức. Trong xã hội, đạo đức vẫn thường được coi trọng hơn cả. Ở điều thứ bảy, theo lời Phật dạy, thứ bảy là tu tập các điều đức hạnh. Nghe nói đến những điều đức hạnh, mình phải tu tập cho mình thêm lên. Phật giảng giải, thứ tám là phải biết học hỏi để nâng cao kiến thức. Người nữ, nhất là thời đại bây giờ, phát triển khoa học, chúng ta cũng nên học hỏi. Đừng cam phận người nữ chỉ là bếp núc nội trợ, mà phải học cho mình nâng cao hiểu biết, trình độ lên, nâng cao kiến thức lên, để không tụt hậu. Mình tụt hậu thì nói chuyện với chồng cũng không được, nói chuyện với con cũng không được. Cuối cùng, mình đã thành bà già lạc hậu, không phù hợp với thời đại, cho nên phải học hỏi để nâng cao kiến thức. Chúng ta thấy học tập, rèn luyện hàng ngày không chỉ giúp người phụ nữ làm mới bản thân mình, tăng thêm tự tin mà còn hỗ trợ người nữ trong giao tiếp với những người xung quanh. Điều thứ 9, người phụ nữ cần nhớ là đó là luôn nhiệt tình, sốt sắng trong công việc. Điều này thì người phụ nữ hiện đại đang làm rất tốt. Ngày càng khẳng định được bản thân, làm chủ công việc với tinh thần đầy nhiệt huyết. Điều thứ 10, Phật lý giải rằng luôn biết phòng hộ tâm, khôn khéo trong cách ứng xử. Người nữ phải học ứng xử tinh tế, học ăn, học nói. Các cụ dạy, học gói, học mở, học cách ăn nói để làm sao nói cho vừa lòng chồng, vừa lòng cha mẹ, anh em với bạn bè. Người phụ nữ nên trau dồi kiến thức và nhân tâm để ứng xử khéo léo, giúp cho cuộc sống an vui, hạnh phúc. Trong cuộc sống hiện đại, việc học giao tiếp ứng xử khéo léo để cân bằng cuộc sống chính là bước đệm vững chắc giúp cho người phụ nữ tiến gần tới thành công. Điều thứ 11 là có trí tuệ hiểu biết. Phụ nữ nên tích cực trau dồi trí thức. Người nữ đừng bao giờ cam phận mình là nữ thấp kém, mà phải mở mang trí tuệ mình lên. Đi học Pháp cũng là mở mang trí tuệ. Mình biết đạo lý, mình nói, có khi chồng cũng chịu, cũng nghe. Chồng mà lấy cô vợ ngu si đần độn, người ta cũng dễ xem thường. Lúc lấy thấy đẹp thì thích, nhưng về ở mà ngu quá, dốt quá, chồng cũng xem thường. Nói mãi không hiểu gì cả, người ta cũng chán. Đến lúc về sau người chồng lại thích một người vợ biết thông cảm, hiểu biết để làm bạn chia sẻ. Một người phụ nữ hiểu biết sẽ có được sự nể phục từ chồng và những người xung quanh. Có thể là người bạn tâm giao chia sẻ cùng chồng. Một người phụ nữ biết tích cực trau dồi kiến thức đạo đức sẽ trở thành người đẹp cả về bề ngoài lẫn nội tâm, nhận được sự yêu mến của mọi người. Mong rằng bài viết này sẽ mang lại những kiến thức bổ ích, trở thành tư lương trên bước đường tu học của Phật tử nữ nói riêng và phụ nữ nói chung, từ đó áp dụng vào cuộc sống để có thêm nhiều lợi lạc. 10 điều tâm niệm của Đức Phật. Trên thế gian này, cuộc sống đầy dẫy những bất trắc, bất như ý. Con người phải bon chen quanh năm suốt tháng để sống còn, phải tranh đấu một cách vất vả để vươn lên, để vượt qua những cơn sóng gió của cuộc đời, những bước thăng trầm của thế sự. Con người thường mang tâm trạng hoang mang, lo âu, sợ hãi khi hướng về tương lai. Không biết rồi đây, ngày mai, mình sẽ ra sao, cuộc đời mình sẽ như thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra cho mình và cho người thân của mình. Cho nên, con người thường mong muốn mọi chuyện được bình yên, suôn sẻ, may mắn. Chuyện gì cũng đều tốt đẹp như ý. Lòng mong muốn cao độ đó thường dẫn tới sự cầu nguyện, giáng sinh trời Phật ban cho những điều mơ ước vượt tầm tay, tưởng chừng như ngoài khả năng của con người. Chúng ta cần nên biết rằng, Đức Phật không phải là thần linh chuyên ban phước lành, ban ân sủng cho mọi người. Cũng không có lý do nào Đức Phật ban phước lành riêng cho mình,
mà không ban cho người khác. Thực ra Đạo Phật giảng dạy nhiều phương pháp hành trì gọi là vô lượng pháp môn để giúp con người tự lực, mạnh mẽ vượt lên trên mọi sóng gió phiền não, khổ đau của cuộc đời, bước ra khỏi dòng trầm luân sanh tử, tự tạo cuộc sống an lạc và hạnh phúc cho chính mình. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Thắp lên với chánh pháp nghĩa là chúng ta hãy tự thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ của chúng ta bằng cách học hiểu những lời dạy của Đức Phật và đem áp dụng cho cuộc sống hàng ngày để thấy được sự mầu nhiệm của chánh pháp để tự cứu mình và giúp đỡ người khác. Trong kinh sách của Phật giáo, những lời dạy quý báu có thể giúp đỡ chúng ta vượt qua những cơn sóng gió của cuộc đời, vượt qua những bước thăng trầm của thế sự, được ghi chép khắp nơi, chẳng hạn như trong Luận Bảo Dương Tam Muội. Chúng ta có 10 điều tâm niệm cần nên thường xuyên chiêm nghiệm, suy tư, nghĩ tưởng luôn luôn, để mỗi khi bát phong ập đến, nghĩa là sóng gió của cuộc đời dồn dập xảy ra, chúng ta có thể đối phó, ứng xử một cách dễ dàng hơn, không bị nhận chìm trong biển nước mắt của phiền não và khổ đau. Điều thứ nhất trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: nghĩ đến thân thể thì đừng cầu mong bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Hãy lấy bệnh khổ làm thuốc thần. Tại sao vậy? Bởi vì khi nào con người còn mang tấm thân tứ đại này thì còn đau khổ vì bệnh tật. Tấm thân tứ đại bao gồm đất, nước, gió, lửa, thường xuyên chống trái nhau, gây đau đớn, khổ sở cho con người. Người nào có phước nhiều thì ít bệnh, người nào ít phước, kém phước, bạc phước thì bệnh tật triền miên. Cho đến khi hết duyên ở đời, con người phải ra đi, nhưng tấm thân tứ đại này thì để lại tan rã và trở về với tứ đại trong trời đất. Cát bụi lại trở về với cát bụi, thế thôi. Người nào tạo phước nhiều thì ra đi dễ dàng, nhẹ nhàng, êm thấm. Người nào tạo nghiệp nhiều thì ra đi khó khăn, hành hạ thân xác, khổ lụy người thân. Con người không ai mong cầu bệnh khổ. Cho dù cầu mong không bệnh khổ, nhưng bệnh khổ vẫn cứ đến. Nếu không có bệnh khổ, con người khỏe mạnh thường sinh dục vọng khó kiềm chế. Thỏa mãn những dục vọng này, con người gây thêm biết bao nhiêu là nghiệp báo, để rồi phải đền trả. Cho nên phải lăn lộn trong biết bao nhiêu kiếp luân hồi sanh tử, bao giờ mới có thể dứt, có thể thoát ra được. Bởi vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta đừng cầu không bệnh khổ, nên coi bệnh khổ như là món thuốc thần và tiên dược để điều trị những dục vọng trong tâm thức của chúng ta. Dục vọng càng nhiều chừng nào, con người càng phiền não và khổ đau chừng ấy. Đạo Phật là đạo cứu khổ nhân loại. Phật Pháp có công năng điều trị tâm bệnh của chúng sanh. Chúng sanh có muôn ngàn tâm bệnh thì Phật Pháp có 84.000 pháp môn đối trị. Chẳng hạn như người hay tham lam, bỏng sẻn thì pháp đối trị là hành bố thí. Người nào hiểu được hành bố thí đem lại vô lượng vô biên phước báu và thực hành được hành bố thí hàng ngày thì tâm tham lam, bỏng sẻn sẽ giảm đi nhiều. Chẳng hạn như người hay nóng giận thì pháp đối trị là quán từ bi. Con người tăng trưởng tâm từ bi được thì những cơn nóng giận sẽ giảm đi rất nhiều. Cặp mắt con người có tâm từ bi luôn luôn thương nhìn cuộc đời, cư xử nhẹ nhàng, dễ dãi với mọi người chung quanh, khó nổi cơn sân với những lỗi lầm sai trái của người khác, không lợi dụng lòng từ bi của mọi người. Các bậc phụ huynh cần có tâm từ bi quảng đại mới có thể giữ gìn được hạnh phúc trong gia đình. Các nhà giáo cần có tâm từ bi quảng đại mới có thể thương yêu, dạy dỗ học sinh như con ruột của chính mình. Các nhà tu hành có tâm từ bi quảng đại mới có thể thương xót chúng sanh đang trầm luân đau khổ, phát nguyện tu hành tinh tấn để tự độ
và độ tha, sẵn sàng hy sinh, phục vụ nhân loại. Chẳng hạn như người hay cố chấp, sống để già chết mang theo. Những lời người khác nói mít lòng thì pháp đối trị là tâm hỷ xả. Người nào hiểu được rằng chứa chấp càng nhiều trong tâm thức của mình thì càng bị trầm luân trong sanh tử luân hồi, trong phiền não và khổ đau, chẳng ích lợi gì. Bèn cố gắng phát triển tâm hỷ xả, tự khắc sẽ cảm thấy khinh an nhẹ nhàng, mắt sẽ nhìn cuộc đời một cách lạc quan hơn, cuộc sống sẽ an lạc hơn. Điều thứ hai trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy. Hãy lấy hoạn nạn làm giải thoát. Tại sao vậy? Bởi vì vãng sinh cầu khẩn thực sự có được gì đâu. Con người kiếp trước tạo ít phước báo, gây nhiều nghiệp báo, cho nên cuộc sống kiếp này mới gặp nhiều hoạn nạn, bất trắc, bất như ý. Muốn cuộc sống bớt hoạn nạn, vui nhiều hơn khổ, con người cần tích cực tu tâm dưỡng tánh, làm phước tạo phước, kiếm phước nhiều hơn. Đừng làm người khác đau khổ, dù bằng hành động, lời nói hay ngay cả trong ý nghĩ cũng vậy. Chúng ta nên nhớ rằng chỉ có phước báo mới có thể che chở chúng ta qua những cơn hoạn nạn mà thôi. Không có trời Phật nào cứu chúng ta khi gặp hoạn nạn được đâu. Cũng như chỉ có chiếc ghe mới có thể chở chúng ta qua sông mà không bị thấm nước vậy. Con người không ai cầu mong hoạn nạn. Cho dù mong cầu không hoạn nạn, nhưng hoạn nạn vẫn cứ tới. Nguyên do là chúng ta phải đền trả những nghiệp báo đã tạo từ trước, không ai có thể tránh khỏi. Những người nào sống ở trên đời không gặp hoạn nạn, làm việc gì cũng thành công dễ dàng, người đó thường sanh tâm kiêu căng ngạo mạn, phách lối, tiêu xài xa xỉ, khinh thường thế nhân, nghi kỵ mọi người, khiến mọi người xa lánh, không ai muốn gần gũi thân cận, thì chẳng lợi ích gì. Khi gặp hoạn nạn, con người thường không còn tâm kiêu căng. Vì kiêu căng thì gặp hoạn nạn, không còn xa qua, phung phí, tâm không còn duyên theo cảnh trần, không còn dễ nổi lòng tham lam, không còn dễ sân hận, không còn si mê, lầm lẫn. Bởi vì tham thì gặp nạn, sân thì gặp nạn, ngu thì gặp nạn. Nghĩa là hoạn nạn giúp cho con người sớm giải thoát khỏi những trói buộc của tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, nghi kỵ, chính là ý nghĩa đó vậy. Hơn nữa, trong cuộc sống phức tạp, nhiều khi gặp hoạn nạn này, có thể chúng ta tránh được hoạn nạn khác lớn hơn. Thí dụ như có người vì thua bạc nên mất vé tàu đi du lịch, cho nên thoát chết. Vì chuyến tàu đó bị chìm đắm ngoài biển khơi. Nghĩa là có khi trong hoạn nạn, chúng ta có thể tìm được sự may mắn hay bài học hoặc kinh nghiệm nào đó vậy. Không có chuyện gì hoàn toàn xui xẻo, không có chuyện gì hoàn toàn may mắn cả. Chẳng hạn như trúng số độc đắc có thể giúp chúng ta mua nhà tậu xe, làm ăn buôn bán, cũng có thể gây bất hòa trong gia đạo, làm cho gia đình tan nát, hay trộm cướp giếng thâm, hoặc mừng quá nghỉ thở luôn. Chẳng hạn như tu tội gian khổ, đối với bậc thánh nhân phi phàm là cơ hội tốt nhất để rèn luyện tâm tánh, để suy tư, sáng tác những tác phẩm để đời. Biết bao nhiêu bậc vĩ nhân hiền triết trên thế giới xuất thân từ ngục tù. Còn đối với kẻ hèn yếu, hoạn nạn chính là địa ngục trần gian, nhận chìm họ trong biển khổ đau, phiền não. Điều thứ ba trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. Hãy lấy khúc mắc làm thú vị. Tại sao vậy? Bởi vì tâm tánh của chúng ta vì duyên theo cảnh trần, cho nên không cố định, thường xuyên thay đổi. Gặp cảnh thuận lòng vừa ý, tâm trạng của chúng ta vui tươi hớn hở, hỷ hạ, hân hoan hài lòng. Gặp cảnh trái tai gai mắt, tâm trạng của chúng ta nổi sóng gió ngay. Nhẹ thì còn giữ được trong lòng, nặng thì phun ra miệng những cơn bực dọc,
tức tối. Gặp đối phương biết nhẫn nhịn thì mọi việc còn có thể êm xuôi, qua chuyện. Gặp phải người cứng cổ, can trường, ngoan cố thì câu chuyện không biết sẽ kết thúc như thế nào. Có thể người đi nhà thương hay vào nhà xác, còn người khác thì đi nhà tù. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy: căn bản của sanh tử luân hồi là dòng tâm. Căn bản của Bồ Đề Niết Bàn là chân tâm. Nghĩa là tâm tánh của chúng ta luôn luôn xao xuyến, loạn động, bất an, được gọi là vọng tâm. Tức là tâm vọng động vì duyên theo cảnh trần. Lúc tâm trạng buồn thảm thê lương thì chúng ta cảm thấy cảnh vật chung quanh cũng chẳng có gì vui vẻ cả. Trái lại, khi trong lòng thấy vui, có niềm hoan hỷ, chúng ta cảm thấy cảnh vật chung quanh dường như đang chia sẻ niềm vui hân hoan đó với chúng ta. Chính vọng tâm là căn bản của sanh tử luân hồi. Tại sao vậy? Bởi vì vọng tâm lúc vui, lúc buồn, lúc thương, lúc ghét, lúc tốt, lúc xấu, lúc nghĩ chuyện đông, lúc nghĩ chuyện tây, lúc nghĩ chuyện hiện tại, lúc nghĩ chuyện quá khứ, vị lai, lúc dày, lúc khác, lúc có, lúc không, lúc còn, lúc mất, sanh diệt liên miên trong từng sát na, trong từng giây phút, dĩ như con ngựa chạy lung tung, linh tinh lang tang khắp chốn, ví như con dượng chuyển từ cành cây này sang cành cây khác khắp nơi vậy. Vọng tâm là động lực chính dẫn dắt chúng ta sanh tạo nghiệp trong dòng sanh tử luân hồi. Muốn tâm được an, mỗi khi vọng tâm khởi lên, chúng ta nhận biết ngay, dừng lại ngay lập tức, đừng theo đuổi nó, thì được giải thoát khỏi những hệ lụy ưu phiền sau đó. Phiền não và khổ đau sẽ không đến. Khi sống ở đời, tiếp xúc với mọi cảnh, mọi sự, mọi việc, vẫn sinh hoạt như bao nhiêu người khác, nhưng tâm vẫn như an định, không xao xuyến, không loạn động, tức là chúng ta đang sống trong cảnh giới niết bàn an lạc, tịch diệt. Nói cách khác, lúc đó chúng ta sống với chân tâm đó vậy. Chân tâm ví như mặt biển yên lặng, phẳng lờ, rộng rãi, bao la bát ngát. Vọng tâm ví như những ngọn sóng do gió thổi gây nên. Gió nhẹ thì sóng nhỏ, gió mạnh sóng to. Sách có câu: tâm buồn cảnh được vui sao, tâm an dù cảnh ngộ nào cũng an. Tục ngữ có câu: dò sông dò biển dễ dò, đố ai lấy thước mà đo lòng người. Nghĩa là tâm tánh của con người biến thiên không cùng, lòng dạ con người còn khó dò hơn sông hơn biển. Cho nên khi cứu xét tâm tánh, chúng ta không thể nào tránh được những khúc mắc. Chúng ta đừng nản lòng vì những khúc mắc đó, bởi vì những khúc mắc đó giúp chúng ta thêm nhiều thú vị, hăng hái hơn trên bước đường tu tâm dưỡng tánh, xả bỏ những tạp niệm, vọng tâm, loạn tưởng. Chúng ta luôn luôn thúc liễm thân tâm trong từng giây phút. Đừng để vọng tâm dối gạt, nghĩ rằng mình tu đã khá lắm rồi, đã hiền thiện lắm rồi, đã đạt được điều này, điều nọ. Có những lúc chúng ta làm những điều bất thiện, lợi mình hại người, kiện thưa người khác, đòi bồi thường bạc triệu, đó là lòng tham lam. Chúng ta đem bố thí hay cúng chùa vài chục bạc, vọng tâm dối gạt mình, thế là xong, hết tội rồi. Trong thiền tông, chư tổ dạy chúng ta phải sống trong tỉnh thức hay sống trong chánh niệm, chính là nghĩa đó vậy. Điều thứ tư trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu mong ma chướng, vì không ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Hãy lấy ma quân làm bạn đạo. Tại sao vậy? Bởi vì ma chướng ở đây có nghĩa là những lời khen tiếng chê, là danh thơm hay là tiếng xấu. Nếu chúng ta có thể coi những người khen chê như những người giúp đỡ chúng ta trên bước đường tu tập rèn luyện tâm tánh, thì chính họ là bạn đạo, là thiện hữu tri thức, là Bồ Tát nghịch hạnh, là giám khảo trên đường đạo của chúng ta vậy. Bởi vì ma chướng ở đây cũng có nghĩa là những sóng gió của cuộc đời, những chuyện phiền não, khổ đau, những chuyện thị phi phải quấy, những chuyện bất trắc
bất như ý, những chuyện lăng xăng lộn xộn hàng ngày. Thông suốt được như vậy, chí nguyện của chúng ta mới kiên cường, không thoái chuyển. Khi gặp lời khen tiếng chê, danh thơm hay là tiếng xấu, khi gặp bát phong của cuộc đời và tâm trí của chúng ta mới không bị dao động. Chúng ta không ai mong cầu ma chướng, cho dù cầu mong không ma chướng, nhưng ma chướng vẫn cứ tới đều đều. Trên đời này có thiếu gì những kẻ luôn luôn dòm ngó người khác để vạch lá tìm sâu, để bới lông tìm vết, trong khi bản thân họ thì đủ thứ thói hư tật xấu. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng có dạy: khi lên tiếng phê bình lỗi của người khác thì lỗi của mình ở ngay bên chân rồi đó vậy. Tuy nhiên, dù ma chướng có tới thường xuyên cỡ nào, nếu biết tu tâm dưỡng tánh, chúng ta cũng có thể chấp nhận được, chịu đựng được, coi đó như là những thử thách cần thiết để nhắc nhở chúng ta rèn luyện tâm tánh, chuyển hóa cuộc sống từ phiền não, khổ đau thành an lạc hạnh phúc. Sách có câu: ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Chính là nghĩa đó vậy. Điều thứ 5 trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Hãy lấy khó khăn làm thích thú. Tại sao vậy? Bởi vì việc làm nào càng khó khăn, càng gian khổ bao nhiêu mà chúng ta có thể vượt qua, đạt được thành công thắng lợi, thì việc làm đó càng vinh quang, hiển hách bấy nhiêu. Chẳng hạn như bài toán càng khó khăn bao nhiêu, khi giải được, tìm được kết quả, càng thích thú bấy nhiêu. Việc làm nào dễ thành chỉ là những việc làm tầm thường, không có giá trị cao, hoặc người thực hiện có thừa khả năng, cho nên dễ sanh ra khinh thường mọi việc. Kiêu ngạo có trời bằng nắp dung. Ở trên thế gian có nhiều việc rất khó khăn, ít người thành đạt. Chẳng hạn như thi đậu bằng cấp này, bằng cấp kia, tìm ra món thuốc điều trị mới, phát minh ra máy móc hiện đại, tối tân, sáng chế ra cách thức làm việc khoa học hơn, đem lại năng suất cao hơn. Các bậc anh hùng cứu quốc có thể đem lại độc lập, tự do, no ấm cho một dân tộc. Không phải ai ai cũng có thể làm được một cách dễ dàng. Trên phương diện suốt thế gian, việc tu tâm dưỡng tánh cũng vậy. Nếu ai ai tu tập sơ sài cũng có thể thành Phật được, thì quả vị Phật đâu còn giá trị bao nhiêu. Một vị Phật ra đời đem lại phước báo, ích lợi cho biết bao nhiêu chúng sanh, trong biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, không thể nghĩ bàn. Có những người tu hành đạt được vài thành quả nhỏ nhoi, cũng tưởng đâu đã thành Phật, thành Thánh Nhân, không ai bằng. Điều thứ 6 trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: giao tiếp thì đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Hãy lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ. Tại sao vậy? Bởi vì những mối lợi dù nhỏ dù lớn trên thế gian cũng đều là những mục tiêu tranh giành chiếm đoạt của bao nhiêu người. Người đời thường không ngại ngùng dùng đủ mọi thủ đoạn để tranh danh đoạt lợi, cho nên bất chấp đạo nghĩa luân lý, tình thương quan hệ, có người sẵn sàng thượng đội hạ đạp, chà đạp mọi người chung quanh chỉ vì chút danh lợi nhỏ nhoi. Danh lợi ở đời ví như những miếng mồi câu cá. Cá nhỏ tới ăn miếng mồi liền bị cá lớn đớp gọn. Cá lớn đớp cá nhỏ xong thì bị lưới lên ghe ngay tức thì. Có người chán danh lợi thế gian hoặc không đủ khả năng tranh đua kiếm sống ngoài đời, bèn đi tìm danh lợi trong chốn thiền môn, thiệt là tội nghiệp. Trong kinh A Hàm, Đức Phật có dạy: khi tới ngã ba đường, nếu thấy cái cây đầy trái chín mọng không ai hái ăn thì nên hiểu rằng đó là trái độc. Nghĩa là ở đời không có mối lợi lớn nhỏ nào dành sẵn cho mình hưởng, hay người khác đem dâng tặng mình, mà không có cái bẫy rập độc hại bên trong, bên dưới hay phía sau chờ đợi người tham lam, mê muội, thiếu suy nghĩ. Người đời thường thả con thép để bắt con tôm. Người nào tham lợi lớn, ham lợi nhiều, thường hay bị lợi dụng, bị sập bẫy một cách dễ dàng.
ví như cá thường hay cắn câu vậy. Cũng như những người không cố gắng tu tâm dưỡng tánh, không chịu học hiểu chánh pháp, không làm lợi ích gì cho chúng sanh, cho đạo pháp, chỉ tham danh lợi, thích sung sướng, thì quả báo, nghiệp báo tới liền sau đó. Trong phạm vi gia đình, nếu vợ chồng con cái giao tiếp với nhau hàng ngày mà không biết thương yêu nhau, không biết nghĩ đến nhau, không biết hy sinh cho nhau, người nào cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng của mình, chỉ nghĩ đến sự sung sướng bản thân, thì còn gì là đạo nghĩa vợ chồng, còn gì là tình cha con, còn gì là mẫu tử tình thâm, còn gì gọi là hạnh phúc gia đình. Trong phạm vi xã hội, trong lúc giao thiệp tiếp xúc hàng ngày, người nào chỉ nghĩ đến, chỉ mong cầu lợi cho mình, bất chấp hại người, người đó làm sao sống hòa thuận yên ổn vui vẻ với những người chung quanh. Người quá ích kỷ như vậy, làm sao kết bạn được với ai, làm sao sống cuộc đời hạnh phúc? Hạnh phúc thực sự chỉ có với những người biết hai chữ hy sinh mà thôi. Trong cuộc đời, những kẻ ích kỷ tệ bạc, chỉ biết lợi mình, bất chấp hại người, chẳng kể nhân tình, chẳng màng đạo nghĩa, nhiều không biết bao nhiêu mà kể cho xiết. Nhưng chính những người như vậy lại là kẻ giúp đỡ người biết tu tâm dưỡng tính để rèn luyện tâm tánh của mình. Có gặp những kẻ tệ bạc như vậy mà tâm trí của chúng ta vẫn như như bất động, bình tĩnh, thản nhiên, mới biết được công phu tu tập của mình đến đâu. Nếu tất cả mọi người đều tốt, đều hiền thiện, đều biết đạo nghĩa, thì chúng ta đâu biết tâm mình ra sao. Bởi vậy cho nên, người nào thực sự muốn phát tâm tu học, thì ngay cuộc đời này, ngay cõi ta bà ngũ trược ác thế này, chính là trường tu tốt nhất vậy. Không cần phải đợi giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mới chịu bắt đầu tu. Tại sao vậy? Bởi vì cõi Tây Phương Cực Lạc, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy trong Kinh A-di-đà, là nơi chỉ toàn bậc thánh nhân, chư thượng thiện nhân câu hội, đâu cần phải tu làm gì nữa, đâu có chỗ chứa hạng phàm phu không chịu tu. Điều thứ bảy trong 10 điều tâm niệm dạy rằng, với người thì đừng mong tất cả thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng. Hãy lấy người chống đối làm nơi giao du. Tại sao vậy? Bởi vì sách có câu, 5 người 10 ý, đâu ai có ý kiến giống ai, mỗi người thường có ít nhất 2 ý kiến trong cùng một vấn đề, nay vậy mai khác, thì làm sao bắt buộc người khác phải thuận theo ý mình? Tại sao mình lại không thuận theo ý người khác? Con người vì sự cố chấp, chấp chặt như vậy, cho nên phiền não và khổ đau dài dài. Trong gia đình, nếu người chồng hay người vợ cố chấp bảo thủ ý kiến riêng của mình, thì làm sao gia đình đó có được hạnh phúc? Cái gì của mình cũng đúng, cũng hay, cũng nhất cả, thì làm sao chịu nghe ý kiến của người khác? Cha mẹ và con cái thuộc 2 thế hệ khác nhau, thì tất nhiên ý kiến, suy nghĩ, hoàn cảnh, môi trường sinh hoạt, tất cả đều khác nhau, không thể khai trừ nhau, cho nên phải tùy thuận nhau mà sống mới có được hạnh phúc trong gia đình. Trong thập đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, điều thứ 9 dạy rằng, hằng thuận chúng sanh chính là nghĩa đó vậy. Tuy nhiên, tùy thuận chúng sanh không có nghĩa là một người trong gia đình có lòng tham lam, xúi dục cả gia đình tham lam theo, bất chấp thủ đoạn lợi mình hại người. Trong phạm vi suốt thế gian, người tu theo pháp môn này chê bai pháp môn khác cũng đều không đúng. Tại sao vậy? Bởi vì đạo Phật có nhiều pháp môn tương ứng, thích hợp tùy theo căn cơ, trình độ, hoàn cảnh, sở thích của mọi người, để mọi người đều có thể tu tập được. Chúng ta không nên nghĩ mọi người phải tu như mình, hành như mình mới là đúng. Ý nghĩ như vậy, tư tưởng như vậy chỉ làm cho chúng ta càng ngày trở nên kiêu căng, phách lối, ngạo mạn, chê người khinh đời. Trái lại, chúng ta nên giao du với những người chống đối, trái ý, để luôn luôn suy xét, hoàn chỉnh ý kiến của mình, chuyển hóa tâm tánh của mình, để học hỏi thêm cái hay, cái tốt của họ. Nhờ có những người nghịch ý, chống đối như vậy,
chúng ta bớt lòng kiêu căng. Ví như chiếc xe có máy móc để chạy cũng cần có cái thắng mới hữu dụng vậy. Nếu không có cái thắng, chắc chắn có ngày cũng lọt xuống hố mà thôi. Điều thứ 8 trong 10 điều tâm niệm dạy rằng: thí ân, đừng cầu đền đáp. Vì cầu đền đáp là thí ân có mưu đồ. Hãy coi thí ân như đôi dép bỏ. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta thí ân làm ơn vì lòng tốt, chứ không phải vì muốn được cảm ơn, nhớ ơn hay đền ơn. Làm ơn mà muốn được cảm ơn, muốn được nhớ ơn, nghĩa là con người còn bản ngã, còn vì danh tiếng mới chịu làm. Làm ơn mà muốn được đền ơn, nghĩa là con người còn bản ngã, còn vì lợi lộc mới chịu làm. Làm ơn như vậy chẳng có phước báo gì, chẳng được người khác mang ơn, mà còn chuốc lấy oán hờn thù ghét, chuốc lấy ưu phiền bực tức khi gặp mặt kẻ vô ơn bạc nghĩa. Làm ơn như vậy rõ ràng là có mưu đồ. Làm ơn thì ít, mà muốn được đền ơn gấp bội phần. Chẳng hạn như khi đến phúng điếu giúp đỡ tăng quyến người khác chẳng bao nhiêu, lại muốn được trả công bội hậu ở nước thiên đàng, thì quả là tham lam quá xá. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật có dạy: thí ân bố thí bất trụ tướng, phước đức bất khả tư lượng. Nghĩa là chúng ta làm ơn bố thí nhưng không chấp mình là người ban ơn làm phước, không thấy có người thọ nhận việc phước mình làm, không nhớ mình làm phước giúp đỡ điều gì, không tính mình giúp đỡ bao nhiêu người. Được như vậy, chúng ta sẽ ăn ngon ngủ yên, tâm trí không bất an vì những chuyện phước đã làm, vì gặp những người vô ơn, không tiếc nuối những vật đã đem cho, không ân hận đã giúp đỡ làm người. Làm ơn có nghĩa là làm phước tạo phước, cứu đời giúp người khi cần thiết lúc hoạn nạn, chỉ vì lòng tốt, vì